cao trên dưới 1m7. Ngoại hình mình đây dễ nhìn lắm, nhìn là thấy. Tới em đúng không? Tới em đó. Tới em đó. Em muốn là bạn gái mình phải nấu ăn ngon á. Nấu ăn chi nữa? Nếu anh như em, mình kiếm người nào không biết nấu ăn. Em tên Lê Thanh Bình, năm nay 40 tuổi. Hiện đang là nhân viên của ngân hàng SCB. Tham gia chương trình này mục đích là muốn thoát ế. Thoát ế? Dạ. Bình quê ở đâu Bình? Em người Sài Gòn chị. Rồi, mời bạn giới thiệu. Em tên là Trần Ngọc Châu, hiện tại 36 tuổi, đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mình làm công việc gì Châu? Dạ, em là nhân viên truyền thông sự kiện ạ. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Châu nè? Em biết chăm sóc người khác, biết nấu ăn ngon và rất là yêu trẻ con ạ. Ngoài ra thì em nhìn mọi việc rất là nhẹ nhàng, cho nên là con người cũng rất là thoải mái. Rồi, dạ. Đó là ưu điểm, còn khuyết điểm? Em... cũng hơi rụt rè, nhút nhát trước đám đông ạ. Bạn trai bên kia? Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em á là tự tin, nhà cửa và nói chung kinh tế thì là cũng ổn định rồi. Có thể nói là chín mùi để mà lập gia đình. Đó, còn nói về sở trường hay là gì thì em thích ca hát và rất thích chơi game online. Trời ơi, 40 tuổi rồi mà chưa lấy vợ, không lo đi kiếm vợ mà không, chơi chị, game online. Em chơi game em được đi nước ngoài đó chị. Hả? Chơi game được đi nước ngoài đó. 40 thì... tuổi mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi bạn? Em trải qua chính thức là 3 mối tình. 2 mối tình đầu là không có thể nói là do em xui xẻo nên đến lúc phút cuối thì lại không thành. Nên mà lý do sao? Em bị tai nạn mà gãy chân 2 lần luôn. À trời ơi. Mà đa, lý do là tại vì em rất là mê thể thao, đúng không? Đá banh. Hồi đó là em ốm chứ không có gì bây giờ. Em chơi thể thao đó hả? Không, hồi trước em ốm em đẹp lắm anh. Tại vì gãy chân rồi không đá được nên nó mập thế. Rồi sao? Rồi gãy chân rồi bạn gái bỏ hả? Không chị, thời điểm mà em bị gãy chân trùng lúc là bạn gái em lại có điều kiện đi xuất ngoại. Một người thì đi Úc, một người thì đi Mỹ. Đến lúc đó em không có thể đi cùng. Thậm chí là hai người là em bị gãy chân 2 lần luôn hả? Dạ đúng rồi, hai mối tình đó là đến khúc cuối là bị gãy chân hết. Thôi đừng quen nữa. Không dữ vậy. Không anh. Lo quá vậy. Nhưng mà là xui thôi, bây giờ hết xui rồi. Hết xui chưa? Nhưng mà nó nghe nè, như vậy là trước khi mà bị gãy chân á là mình đã có kế hoạch đi chung với nhau chưa? Dạ có chị. À có kế hoạch đi chung, rồi tới lúc mà chuẩn bị đi thì mình gãy chân nên mình ở lại chứng phà. Đúng dạ không? Đúng rồi. Nói xui là đúng rồi đó. Nói chung giờ đừng hẹn đi đâu nữa nha. Thôi ở Việt Nam nhau, cho ở Việt Nam không đi đâu nữa hết. Không có điều kiện thì cứ đi nữa hả? Dạ đi. Rồi thôi cô gái. Em thì sao? Em đã qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em cũng trải qua 2-3 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên là kéo dài 5 năm ạ. Lúc đó thì tụi em cũng còn rất là trẻ. Mối tình vừa qua thì cách đây 2 năm bạn trai không có muốn lập gia đình, thành ra là em cũng chia tay ạ. Ủa sao quen mà không muốn lập gia đình? Dạ thì yêu là yêu thế thôi, em cũng không biết nữa. Lúc đó thì con tim nói là yêu, nhưng mà khi yêu lâu quá mình cũng lớn tuổi rồi cho nên không nói cái chuyện lấy gì hết. Dạ không. Rồi chia luôn. Dạ. Thôi bỏ đi em, bây giờ mình tìm cái mới em ha. Dạ. Bây giờ mình là giữ này, tuổi này là muốn lấy chồng lắm rồi đúng không? Dạ. Mình đặt rồi ra tiêu chí tìm người bạn trai như thế nào nè? Em muốn tìm bạn trai thì nhìn ngoại hình dễ nhìn một chút, cao trên dưới 1m7. Ngoại hình mình đây dễ nhìn lắm, nhìn là thấy. Nhìn khỏe mạnh, tính tình vui vẻ, hòa đồng, biết cảm thông và chia sẻ với người khác ạ. Rất vui, bên này rất vui, rất dễ thương. Có điểm nào em không thích ở người bạn trai không? Dạ, em không thích bạn trai lăng nhăng, nói xạo. Lăng nhăng, nói dạ xạo. Dạ thôi, vậy thôi phải không? Lát nghĩ ra gì nói tiếp. Dạ. Rồi, bạn trai thì sao? Tiêu chuẩn bạn gái của em là như thế nào? Dạ, tới em đúng không? Tới em đó. Tới em đó. Em thì đơn giản lắm, chỉ cần dễ nhìn là được rồi, tức là không cần đẹp lắm. Nhưng mà cái điều quan trọng em muốn là bạn gái mình phải biết nấu ăn. Nấu ăn ngon á. Nấu ăn chi nữa? Thì bên em vừa nói là nấu ăn ngon. Bữa nay nấu ăn ngon yên tâm. Dạ. Để đi làm mệt về nhà thì có một bữa cơm gia đình thì nó sẽ ấm cúng và nó có không khí gia đình. Nếu anh như em, mình kiếm người nào không biết nấu ăn. Sao vậy? Nấu dở đang khỏi ăn. Tốn tiền, ra ngoài tốn tiền. Trời ơi dễ nhìn ghê. Nhìn là thấy mà. Cao chưa đến 1m8 chị Cát Tường.
Chưa tới mét 8. Chưa tới mét 7, mét 68 thôi. Giờ muốn lấy vợ dữ chưa? Muốn lắm rồi. Kéo màn cho anh ấy gặp mặt cô ấy. Nhanh nhanh đi, cặp này lẹ lẹ đi xuống còn tính việc nữa. Chào em. À có muốn. Dạ, cảm ơn. Thằng em đúng rồi. Dạ. Thấy có thất vọng về ngoại hình không? Dạ, mai mốt về thì tập một chút xíu để cho bụng nhỏ lại. Chắc chắn rồi, anh nghĩ là phải vậy, ai cũng nói vậy hết. Dạ. Tức là đừng có mập quá. Dạ. Mập bụng không tốt lắm. Anh thấy em thế nào ạ? Em rất là đẹp, rất xinh. Dạ, em cảm ơn anh. Qua cách nói chuyện thì anh thấy là em người rất là chu đáo, rất là chững chạc. Dạ. Rất là phù hợp. Dạ. Vậy nếu mà được á thì anh tính chừng nào kết hôn ạ? Nếu mà thuận lợi thì càng nhanh càng tốt. Tại vì cả anh và em đều là rất là chín mùi để lập gia đình. Dạ vâng ạ. Em cũng mong chúng ta cùng cho nhau cơ hội. Ủa chưa nói gì cho cơ hội gì. Mình phải nói chút xíu đi. Bây giờ đầu tiên á, dạ, là em có thể hát tặng cô ấy một sợ bài nào đó. Chín quá. Dạ được anh. Em thì không ngại hát đâu. Em thì chín bên kia chưa chín đâu. Em có thích nghe hát tiếng Anh không? Dạ có. Anh xin hát bài I Swear, có nghĩa là tôi xin thề. I swear by the moon and the stars in the sky, and I swear like a sailor that's by your side. For better or worse, till that to aspire, I'll love you with every beat of my heart, and I swear. Nhưng mà chị nói nghe nè, cho chị tò mò xíu, tại vì anh này anh hấp dẫn chị á, anh lôi cuốn chị quá, chị muốn coi anh bự vậy, anh tặng cái gì mà có hộp quà bự vậy? Được chị. Dạ. Được. Em mở ra em coi đi cho chị có ké nhé. Đây đây, chị cầm bút, để cho anh mở luôn đi, cho ra lăng xíu. Mở này. Dạ dễ thương quá. Bình tặng hình của Bình đó hả? Có em đẹp hơn nhiều. Dễ thương quá chứ à. Dạ. Hình mình chụp nào dễ thương quá. Anh nghe rất là chu đáo. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta phải tính chuyện hẹn hò làm sao? Đúng rồi. Từng ta gặp nhau mấy lần? Quận Nam với quận Bình Thạnh cũng gần nhau á anh. Đúng rồi, đi độ 15 phút. Dạ. Vậy mình bấm nút anh ha. Trời, trời đất ơi. Từ từ đi. Dạ. Giận con này dễ sợ vậy đó. Chưa kịp làm giá, đang treo giá bán ở ngân hàng vậy trơn trọi à. Dạ. Chị đây em yên tâm đi chứ em lo gì mà em vội vã vậy. Em là sắp chín nhưng bên đây là sắp rụng, em hiểu không? Dạ. Em phải từ từ chứ. Làm vậy là bể kèo hết rồi, thiệt tình đó. Tính làm giá đi. Thôi thôi được rồi, thôi xong rồi. Quay ra đi, đặt tay lên nút bấm đi. Thiệt tình. Rồi, bây giờ nè, trước khi bấm nút là em có muốn nói gì với cô gái không? Thật tình cảm lãng mạn nào. Đừng hát bài que que xiên que gì đó. Hát tiếng Việt thôi, để ta nghe rõ. Dạ giờ thì không hát nữa. Mà nói giờ cũng được. Chỉ nói thôi. Đúng. Thì em cảm thấy là hôm nay chương trình đã chọn cho em một người rất là phù hợp. Thì em hy vọng là cái mối quan hệ này sẽ tiến xa. Ít nhất là đoạn đường sẽ tới đó. Tới đâu? Tới chân hôn, hôn nhân, hôn nhân. Để mời hai bạn bấm đi. Đặt tay vào nút bấm đi. Ở đâu? Ở đâu? Giống như chơi game vậy đó. Tìm nút đi. Rồi, thấy không? Chúng ta đều đã có tuổi hết rồi nha, phải quyết định thật kỹ. Và có trách nhiệm với nút bấm của mình, không phải bấm để rồi vui nha các bạn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Bấm quá trời.
Em có bấm không? Trời, em bấm quá trời luôn anh. Không quá trời luôn hả? Kiểu như chơi game mà nó bị game over đó. Rồi, nắm tay cô gái bạn của mình đi. Bắt đầu từ bây giờ nha, các bạn chính thức đã hẹn hò với nhau và trở thành bạn trai, bạn gái với nhau. Dạ. Yeah. Kỷ niệm này. Chương trình sẽ gửi tặng cho các bạn những chiếc vé xem phim, của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Chúc các bạn hạnh phúc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn phần quà của Kumagon, hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân.